Quý vị còn khách cùng tất cả các khách hàng đã có mặt trong buổi lễ trao giải khách hàng trung thưởng cùng cà phê Trung Nguyên G7, dùng cà phê năng lượng đón thành công đổi đời trong buổi sáng ngày hôm nay. Hồi lúc tôi mới lên mặn thì tôi không có thích, nhưng mà sau này uống vài lần tôi thích. Uống cỡ 2 năm nay rồi. Mình thích là nhất là G7. Uống lâu lắm rồi, hầu như là khi mà chị biết cà phê Trung Nguyên là chị đã uống rồi đó. Ông xã chị đi quán, anh cũng vẫn uống cà phê Trung Nguyên. Tại vì cái quán của anh ngồi là cũng vẫn của cà phê Trung Nguyên. Rồi anh mua về cho chị uống thử, rồi chị uống, chị thấy được rồi chị uống. Thì nói chung cà phê Trung Nguyên thích thì mới uống, với hai nữa là chú là coi như là lấy cà phê Trung Nguyên bán cho khách hàng uống nữa. Cái sản phẩm cà phê Trung Nguyên thì tôi uống từ lâu rồi, hình như nhớ không lầm thì cách đây gần 20 năm. Đấy, còn tôi uống rồi và rất thích. Nhưng mà cái lúc không có tiền uống, mắc quá. Thói quen là mình uống cà phê này, hễ mình tới tiệm là người ta đưa cái gói cà phê này. Mới đầu thì mình cũng không biết nữa, tại vì mình mua nó nhiều hộp quá à. Hộp bự á, đem về cái xé ra, thì từ nào giờ mình xé ra thì mình lấy ra thì nó lên đâu có đâu. Sau kỳ này xé ra lấy ra cái nó có cái gì mà nhỏ nhỏ, nó ổ, nó ngộ ngộ rồi nghe. Thôi đưa cho con đâu mày coi thử cái này coi, nó cào ra rồi cái nó nhảy tưng tưng đó. Mẹ ơi, mẹ trúng rồi, mẹ trúng được chỉ vàng rồi. Mừng lắm, mình không có nghĩ là mình trúng được. Tại vì xưa giờ cũng mua cũng có nhiều cái giải thưởng trúng lắm, nhưng mà khi xác minh lại thì không có được. Thì tôi cũng cứ hay mê tín lắm, mà tôi cũng chả bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ trúng giải. Nói gì hả? Mà mình biết mình lãnh được không nữa. Không có tự tin con ơi, chừng nào đi tới lãnh đi hả, tự tin. Mà thật sự là tôi đi tới đây là tôi lãnh như gì là rất là tự tin luôn đó. Pha chế cho khách hàng thì cái bao bì thì mình có quyền cào, đại lý thì tất nhiên mình bán nguyên cái bao thì tất nhiên là khách hàng người ta cào với mình, sao mình cào được. Tôi thấy Trung Nguyên là một trong những cái đơn vị có thể nói là tiên phong, có những sản phẩm đặc biệt chất lượng. Mừng lắm, nhưng mà cái lật đặt em điện lên công ty liền luôn á. Mà nhiều không biết có đúng sự thật là vậy không, nhưng mà trên công ty là xác nhận là đúng. Nhất là bây giờ con cái nó đi học nữa, có nhu cầu có tiền có bạc để lo cho nó đi ăn đi học, tốn kém nó mới có được trúng thưởng, là có tiền cũng là lo cho cháu đi ăn học. Nói chung giải thưởng đây là một cái là niềm phấn khích động viên mình. Thì giống như thì mình khi mình lãnh xe này về thì mình để sử dụng trong nhà, về mình đi chợ hay đi này kia giờ mình mua bán ở đó mình đi xe này. Nếu mà nói ở đây á, thì cô không biết cô tin không ha. Tức thật sự mình nghèo, mình đi bằng mướn thiệt, nhưng mà mình làm hướng ở quê mình á. Tại vì đời này thấy nó ngắn ngủi quá. Khám phá năng lượng cà phê Trung Nguyên để đổi đời với căn nhà 2 tỷ, giàu có với 3 xe hơi đẳng cấp, thành công với 80 xe sành điện, hạnh phúc với 1.000 nhẫn vàng và hàng ngàn giải yêu thương, cơ hội đổi đời trong mỗi sản phẩm cà phê Trung Nguyên, cà phê năng lượng, cà phê đổi đời.